Dạ vâng, xin kính chào tất cả anh em và các bác đã tiếp tục truy cập vào kênh YouTube của Minh Nhật Audio. Và hôm nay thì tiếp tục em Minh Nhật Audio muốn gửi đến tất cả anh em và các bác một vài cái mẫu dây tín hiệu, như cái mẫu dây Canon hay là mẫu dây AV, những mẫu dây mic tới từ một hãng rất là nổi tiếng anh em nhé. Mà trước mắt anh em và các bác đây thì em đang để sẵn một vài cái bộ dây. Đấy, thì trước khi vào cái nội dung chính ngày hôm nay thì em cũng muốn giới thiệu qua cho anh em. Đấy, thì sẽ không dài dòng nữa. Đây là một mẫu dây tới từ hãng rất là nổi tiếng, tới từ Mỹ anh em nhé. Đấy, tới từ Mỹ. Và anh em thể nhìn Maze in USA. Đấy, chắc chắn là nhiều anh em có khi nhìn một phát là biết ngay đây là dây dẫn của gì rồi. Thì đầu tiên cái dây này thì nó tới từ một hãng rất là nổi tiếng, tên là Macintosh anh em nhé. Cái Macintosh này thì nó đã quá nổi tiếng với tất cả anh em chơi audio chuyên nghiệp rồi. Từ những con âm ly cho đến từ những con đầu đĩa, cho đến những cái bộ chuyển đổi tín hiệu hay là những cái bộ giải mã âm thanh. Đấy, từ dây loa này, dây tín hiệu này. Đấy, hay là tất tần tật, hãng Macintosh này nó rất là lớn anh em nhé. Nó rất là lớn, nó đã quá uy tín rồi. Đấy, nó sản xuất ra những bộ dây loa, những bộ dây tín hiệu, những cái con âm ly, những cái con đầu đĩa rất là xịn sò, có những con lên tới vài trăm triệu anh em nhé, rất là xịn. Và hôm nay thì em cũng muốn giới thiệu cho anh em bác những cái mẫu dây tín hiệu tới từ Mỹ. Thì đây là những mẫu dây, đây em thấy nhìn, những mẫu dây Canon ra 6 ly hoặc là những mẫu dây hai đầu 6 ly dây mic không dây. Anh em cắm từ mic không dây xuống vang. Đấy, thì mỗi dây nó có một đặc điểm riêng. Đây, em sẽ lấy ví dụ. Đấy, mỗi dây có một đặc điểm riêng. Đấy, như cái mẫu dây của Đan Mạch này, nó sẽ thiên về giải bát. Đấy, như những mẫu dây Đan Mạch này, nó đây Đan Mạch này nó cũng lên cả ba giải này. Đấy, hay là mẫu dây nó thiên tối thiên sáng chẳng hạn đi. Đấy, thì đây như mẫu dây quét của Anh Quốc này, nó lại thiên sáng này anh em này. Đấy, nó mỗi con nó một kiểu chất âm riêng. Nhưng hôm nay em muốn lên riêng cho anh em một mẫu dây, nó lên cho anh em cả ba giải chi tiết. Thì tại sao nó lên cái ba giải chi tiết? Thì đây là cái lý do tại sao. Thì ở trên tay em đây đang là một cái cốt dây tới từ cái cốt dây tín hiệu đấy ạ. Đấy, mà em đã mới khai thác được. Em thấy này, Maze in USA có chiều mũi tên đi trên dây luôn anh em nhé. Đấy, đây, có chiều mũi tên đi trên dây. Đấy, về thì anh em cứ cắm theo chiều mũi tên thôi. Đấy, trước khi vào em giới thiệu dây thì em sẽ tuốt cho anh em nhìn trước cái cốt dây. Đấy, thì tại sao nó lại, em lại nói là con này nó chi tiết cả ba giải, lên ba giải tách bạch, lại lên cả bát, cả trung, cả chép. Anh em hầu như là nó có thể đáp ứng được mọi cái dàn âm thanh, nhất là những bộ loa JBL hoặc là anh em nào chơi đẩy công suất lớn, hoặc là anh em chơi mixer, chơi cái bàn mixer đấy, những cái dàn công suất lớn anh em chơi những cái mẫu dây xịn này rất là hợp luôn. Đấy, thì đây là cái đầu tiên là cái lớp vỏ này anh em này. Đấy, tiếp theo em muốn anh em thể nhìn, đây là lớp chống nhiễu của nó này. Dây tín hiệu thì không bao giờ được phép thiếu lớp chống nhiễu rồi đúng không ạ? Lớp chống nhiễu bằng bạc anh em nhé, đồng bạc bạc. Đấy, rất là mềm. Rồi tiếp theo bên trong nó có thêm một cái lớp là lớp giấy chống ẩm. À đâu, đây là giấy bạc chứ anh em. Đây nhầm, em lại nhầm giấy chống ẩm. Đây lớp giấy bạc. Đấy, nó khử nhiễu hoàn toàn luôn. Gọi là dây này nghe rất là sạch. Rồi tiếp theo bên trong của nó sẽ có bốn lõi anh em nhé. Có bốn lõi dẫn tất cả, hai đỏ và hai đen. Sẽ tuốt luôn cho anh em nhìn. Thì tại sao dây này nó lên ba giải thì anh em nhìn đây này. Đấy, đây là cái ưu điểm của nó này anh em này. Bình thường như cái dây, ví dụ dây của Đức đi, thì nó sẽ là lõi đồng hết. Nhưng anh em phải nhìn đây, cái dây này lõi của nó là vừa đồng vừa bạc anh em nhé. Vừa cả đồng vừa cả bạc này, bên trong này. Đấy, cái bản hãng người ta làm dây rất là xịn anh em nhé. Đấy, đúng là dây Mỹ, đúng chất dây Mỹ luôn đúng không ạ? Đấy, nó lại lên cho anh em có ba giải mà bốn lõi như nhau. Bốn lõi như nhau. Lõi to anh em nhá. Dây thì dây mà đã ba giải rồi thì nó dây thì nó không quá cứng mà không quá mềm, dây nó cũng bình thường thôi, anh em thấy. Đây, dây đây. Đây độ đàn hồi của dây. Như thế này thì dây nó mới bền được, chứ dây mà mềm hoặc là cứng quá thì dùng cũng không sướng. Đấy, thì đây là cái cốt dây anh em nhé. Anh em nhìn lõi đẹp không? Lõi đồng và bạc. Có cả đồng, có cả bạc này anh em thấy này. Đấy, anh em thấy ánh đỏ không ạ? Đấy. Đó, thì đấy là cái lõi của cái dây Macintosh mà bây giờ em muốn giới thiệu cho anh em bác.
Thì những cái dây mẫu dây em lên hôm nay em lên cho anh em thì hôm nay có cả những bộ can ống đực da AV này. Tất cả mẫu AV bên em thì đều là AV khóa gen, AV đầu rắc khóa gen và đầu carbon, carbon hoàn toàn anh em nhé. Tất cả đều đầu carbon, từ những rắc Canon hay là những rắc AV, những cái đầu khóa gen này thì anh em biết rồi, những đầu khóa gen này thì nó là quá là xịn rồi, đúng không ạ? Dùng không bao giờ bị cũ, bị quen, bị gì, lùng lúc nào nó cũng như mới, lúc nào cái giá trị sợi dây lúc nào dùng nó cũng như mới như này, như này. Đấy, như cái bộ dây trên tay em là đây là Canon đực da V thì có mức giá là 900.000 đồng cho bộ này. Đấy, đây là phân khúc tầm khá thôi chứ không phải là quá cao. Đấy, 900.000 đồng cho bộ này. Ví dụ anh em mà cần từ vang số 5 ly đi thì anh em là Canon cái da V. Còn thường thì đực da V này thì anh em hay cắm từ lọc xuống vang số này. Từ lọc xuống vang số đây anh em hay sử dụng cái này này. Còn anh em mà từ vang số 5 ly thì anh em phải dùng đầu Canon cái có lỗ như này. Đấy, đây anh em nhớ là đầu bấm nhá. Đầu bấm là gọi là đầu Canon cái. Đấy, da AV là anh em. Bộ này cũng là 950, à 900. Bộ này là 900. Đấy. Còn đây, như cái bộ Canon đực cái thì là 950. Anh em cứ nhớ là Canon đực cái, cái đầu rắc carbon này rất là đắt anh em nhé. Cái đầu rắc carbon này rất là đắt. Đây. Rồi carbon này chắc đắt lắm, anh em nhìn nó đẹp như này mà. Riêng cái bộ rắc này nó rơi tầm 600.000. Riêng cái bộ rắc carbon này. Đấy. Anh em mà chơi bộ rắc này rồi, anh em nào mua rồi không còn lạ gì hàng bên em nữa, nó quá xịn rồi. Đây, dây có trường mũi tên. Anh em nhận hàng, kiểm tra chuẩn hàng và thanh toán, không cần cọc trước, ứng trước bất cứ một đồng nào. Ok chưa? Đấy, nhận hàng, kiểm tra chuẩn hàng, thanh toán đúng make in USA, anh em thanh toán cho em đúng trường mũi tên, đúng chữ nghĩa, kỳ cọ thoải mái. Đấy, anh em nhận hàng màu xanh bộ đội nhìn cực kỳ đẹp, mà màu này sử dụng cực kỳ sạch sẽ, lên ba giải chi tiết. Đấy, Canon đực cái giá là 950. Còn anh em sử dụng AV thì nó sẽ rẻ hơn. Đây, như hai đầu AV này thì giá chỉ còn 800 thôi anh em nhé. Hai đầu hoa sen. Đấy, hai đầu hoa sen Macintosh giá chỉ có 800.000 đồng một bộ. Và tất cả thì đều bao ship cho anh em hết toàn bộ. Đấy, anh em cần Canon da AV hay là Canon đực da V, Canon cái da V, hay là hai đầu AV, hai đầu Canon đực cái, hai đầu ba lăng, nhiều anh em hay gọi là đầu ba lăng đấy. Đấy, hay là anh em cần dây mic. Dây mic này thì có mức giá là 400 anh em nhé, 400 cho một sợi này. Đấy, dây mic đầu thì là đầu rắc của Hitachi, đầu rắc carbon anh em nhé. Đây. Đấy, đầu rắc Hitachi bản mono. Em có cả sợi treo. Sợi treo thì nhỉnh hơn 50.000, mono thì rẻ hơn, mono thì là 400 một sợi này. Đấy, dây mic. Dây mic của Macintosh, dây mic không dây. Đây. Canon cái da 6 ly sợi treo này, Canon cái 6 ly sợi treo này. Bộ này là 950 này anh em này. Đấy. Nhìn thấy đẹp không? Mono thì 6 ly Canon cái ra 6 ly mono, mà để anh em cắm từ mixer xuống vang thì nó sẽ gì, mono thì nó sẽ chỉ rơi tầm 900 thôi anh em nhé, 900 thôi. Anh em thích sợi treo thì nó nhìn hơn một chút. Đấy, thì anh em và các bác nào còn thắc mắc hay là còn quan tâm gì đến cái mẫu dây Macintosh của Mỹ này thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với Minh Nhật Audio, bên em sẽ giải đáp mọi thắc mắc của anh em. Hay là anh em nào cần quan tâm dây dây Đức này, dây Anh Quốc này, dây Đan Mạch này, đấy, thì em cũng có đầy đủ. Nhưng mà hôm nay thì em cũng lên riêng cho anh em và bác một gọi là dây, lên riêng cho anh em một cái video về cái dây của Mỹ này, để anh em có thể biết được cái ưu điểm, cái nhược điểm của cái dây này. Dây này thì nó lên cả ba giải, cực kỳ hay nhá. Ok, cảm ơn tất cả anh em và các bác đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả anh em và các bác trong các video tiếp theo.